Rồi giờ anh em bắt đầu lấy số thúng đây nè. Đó, cầm thúng lên đây. Mình sẽ ra khu ngoài kia, mình sẽ đánh. Lại đi đánh cảng. Rồi bỏ căng lên luôn kìa, được rồi. Cái thùng căng. Cái thùng xuống sau rồi. Rồi, đó nó xuống đi. Thả ra luôn, thả ra luôn, thả ra luôn, thả ra luôn, thả ra luôn. Âm. Lại đi ra chỗ cũ. Nhưng mà khác kia. Con người lại cái kia nha. Đây, kia đây. Quýnh đò lên đầu trước cái quýnh nha. À dạ. Rồi, nhìn vô, nhìn vô, nhìn vô, nhìn vô, nhìn vô. À, mình lên kia đây. Cái này nó kìa. Tự nhiên em nhìn anh lên trước anh nha. Rồi mình đã dính một con nha. Đây, dính một con này. Đó đó đó. Đấy, chạy ghê không? Quay đây. Chạy ghê không? Đứng cái xa đó. Trời ơi, đây này. Đứng góc này. Quay cho nó hết người. Đây nè. Ok nha mọi người. Một chút. Được chưa? Rồi rồi. Một chút. Một chút. Là xong. Yeah, đi. Rồi ok. Lớn này nào. Lớn. Trời ơi, cá chào, chào lớn. Chào lớn nha, chào lớn nha. Con thứ hai nha. Lên đi. Ôi, lên luôn. Cái gì, cái gì, cái gì? Em cái gì đây? Ôi, ôi, cái gì? Cái gì? Cắt kè luôn, cắt kè luôn, trời ơi, trời ơi, lần đầu. À đù. Trời ơi, cái... trời ơi, trời. Hai ta. Câu bằng thủ công nha mấy bạn. Câu bằng thủ công, cá cắt kè là có cánh luôn hả? Để ra coi thử coi. Ây chà. Bằng bằng chiếc dép nha. Trời ơi. Ây, bùng cánh, bùng cánh kìa. Đi, đi, đi. Đó, bùng cánh như thế. Đó, cắt kìa đó. Bây giờ quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Rồi bỏ vô. Ui, bùng cánh kìa. Cánh kìa. Rồi, thả xuống. Cái gì đây? Một rất là đẹp. Cái gì vậy? Cái giọt rồi. Rồi ok. Đây dính rồi. Lên. Ui cá cháo. Đây cá cháo bự nữa. Con cá cháo bự nha. Mua hết đi. Rồi luôn đây. Một con thủ như vậy. Dính kế rồi nha. Rồi cá cháo cũng lớn nha. Cái lớn, cái lớn, cái lớn. Lớn như vậy. Cái gì mà cái rất là lớn. Không mua tôm nha. Ok. Một cái chéo lớn nha. Không ăn nè. Không cần nha. Cháu, cứu chú. Lần chưa. Nước rất là sâu, anh em. Đó.
Đây, một chút chảo nữa rồi. Một chút chảo nữa nha. Đồ ăn mồi. Ăn mồi 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 mồi. Đây. Đây, đồ vẫn pha. Đồ nha nè. Ủa, quyên đèn vô luôn ạ. Quyên đèn vô chỗ đó luôn ạ. Ok. Ui, lên cá nha. Lên, lên đi. Lên cá lớn nha. Lên cá lớn nha. Đó. Ui. Lại cá cháo nữa rồi. Cháo bèo lớn nha. Ok. Lại cá cháo. Hình như thẳng cái lưỡi luôn này gì. Nút lưỡi luôn này. Chạy ra vô đó rồi. Ông ơi, ham ăn quá. Chính cái gì? Cái gì luôn? Cái giò, cái giò. Đâu đâu đâu. Ui ui ui, từ giò lớn nha. Cái giò giờ mới thấy cái giò đây. Ủa, bữa giờ giờ mới muốn cái giò nha. Bây giờ nha đi. Đó, cái giò đây. Giò lớn nha. Không, để thẳng lên coi. Đó, giò lớn nha. Ok, ok, okay, good, 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 good. Rồi, bắt đầu. Chào luôn nha. Chào tiếp nha đi. Chào luôn nha. Mà chỉ có một đường này thôi nha. Chào luôn nha. Lên 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 xem lên xem. Đâu rồi đâu rồi đâu. Ui chạy chạy chạy. Ui chạy chạy chạy. Ui chạy chạy chạy. Thôi dính dây. Rồi cái thứ. Ui tao nha. Cái thứ nút bự cái chứ. Chồng 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 chồng. Thôi, cắt ăn luôn. Cho vô rò đi ông ơi. Vô lên chưa? Giờ đủ thuốc là mặt kế đâu, thấy không? Rõ đây không? Cũng như bổ cái giò. Cái giò, cái nhái, cái dợp. Cái dợp. Rồi, cái kè. Kè rụt quá trời. Giờ bắt đầu trời cũng mù mù, chiều rồi. Lên, lên đi. Rồi, rồi, kè tới đây. Ok 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 đây mình ok đây một rọ nha, ok các loại cá luôn. Đây nha, thành quả của mình buổi chiều nay đây. Mình chỉ rảnh được buổi chiều thôi. Đây, anh cá. Anh cá gì đây? À, anh cá cắt kè. À, chút cắt kè. Có cánh đâu hoàng. Ồ, cắt kè đâu hoàng. Chú bé đi đâu, chú bé? Bây giờ mình để đổi sống thì sao hả? Đeo sống á. Cho đi à, hiện thành quả. Đây là két. Cá thửng. À. À, cá thửng. Mình sống hết, sống cho sống hoàn toàn hết nha. À, rồi. Chung là nhà cũng gần ra đây. Rồi, cái gì hai anh em tạm biệt. À, hẹn lại biết rồi chứ biết tiếp sau à, hẹn lại clip sau.